Chào các em học sinh lớp 2 và quý phụ huynh. Trong video hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023 môn toán lớp 2 dùng cho sách Chân trời sáng tạo. Nội dung đề thi thì gồm có hai phần, phần 1 trắc nghiệm, phần 2 tự luận. Phần số 1 trắc nghiệm, khoanh vào trước đáp án đúng. Câu số 1: số gồm 60 và 7 đơn vị được viết là. Số gồm 60, 7 đơn vị chính là số 67. Vậy thì câu 1 chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu số 2: điền số thích hợp vào chỗ chấm. 54 bằng 50 cộng chấm chấm thì muốn tìm cái chấm chấm này, chúng ta lấy là 54 trừ cho 50 là còn 4. Vậy thì chỗ này điền là số 4. Lấy 54 trừ 50 còn 4. Vậy chỗ chấm chấm điền số 4. Vậy thì 54 bằng 50 cộng 4. Vậy thì câu số 2 này chọn gì đây? Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 3: số bị trừ là 24. Số bị trừ là 24. Số trừ là 4 thì hiệu bằng bao nhiêu? Thì chúng ta có công thức là gì đây? Số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu. Số bị trừ nè. Số bị trừ trừ số trừ trừ cho số trừ thì bằng hiệu. Số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu. Vậy hiệu thì bằng gì? Hiệu sẽ bằng, hiệu thì bằng số bị trừ. À, hiệu có sẵn rồi đúng không? Hiệu bằng số bị trừ trừ số trừ, đúng không? Hiệu bằng số bị trừ nè. Đó. Trừ cho số trừ. Đó, ghi ngược lại được chưa? Số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu thì hiệu bằng số bị trừ trừ số trừ. Vậy thì số bị trừ ở đây là 24. 24 nè. Trừ cho số trừ đúng không? Là trừ mấy? Trừ 4. 24 trừ 4 là còn 20. Và trả lời hiệu ở đây chính là 20. Vậy câu số 3 chọn đáp án là B. Rồi tiếp theo là câu số 4: số liền sau số 89. Muốn tìm số liền sau của một số nào đó thì chúng ta lấy số đó cộng thêm 1. Và chúng ta lấy 89 cộng cho 1 là 90. Vậy số liền sau của số 89 là 90. Vậy câu 4 chọn đáp án D. Câu số 5: tổng của 46 và 13 là bao nhiêu? Thì chúng ta lấy 46 cộng cho 13. 46 này, cộng cho 13. 6 cộng 3 là 9. 4 cộng 1 là 5. Kết quả là 59. Vậy thì đáp án đúng là đáp án C. Câu số 6: điền dấu thích hợp vào chỗ chấm. 40 cộng 40 chấm chấm bằng 90. Thì ở đây thì có dấu lớn, dấu bàn, dấu bé, dấu cộng. Thì ở đây chúng ta thấy là 40 mà cộng 40 là bằng 80 nha. Bằng 80. 80 thì nhỏ hơn 90. Vậy điền dấu nhỏ ở đây chính là đáp án B. Câu 6 chọn B. Tiếp theo là câu số 7: điền số thích hợp vào ô trống. Đây là cái bút chì này, dùng thước để đo này. Thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và nó chính là 6 cm. Và điền vào ô trống này là 6. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Câu số 7: viết phép tính vào ô trống. Lớp 2A có 21 bạn nam và 17 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh? Thì lớp 2A có tất cả số học sinh là bao nhiêu? Chúng ta lấy số bạn nam cộng số bạn nữ. Vậy lấy 21 cộng 17. Vậy điền lại là gì đây? 21 nè, đúng không? Đây là điền số 21 nè. Cộng, dấu cộng cho 17 thì bằng. 21 cộng 17 bằng bao nhiêu? 21 cộng cho 17
1 cộng 7 là 8, 2 cộng 1 là 3, là 38. Kết quả là bạn 38 học sinh. Phần số 2 tự luận. Bài 1 đạt tính rồi tính. Câu A, 25 cộng cho 12 thì ta đạt có tính này là 25 rồi nó ghi 12 này, dấu cộng này thì 5 cộng 2 là bằng 7, 2 cộng 1 là 3, kết quả là 37. 25 cộng 12 là bằng 37, ghi cái này là 37. 18 cộng 3, 18 này cộng cho 3, số 3 là ghi dưới số 8 rồi nha. 8 cộng 3 11, viết 1 nhớ 1, rồi chỗ này tan thêm 1 nữa là 2. Đây là coi như 1 cộng 0 nè, là 1 nhớ 1 nữa là 2, 21. Và 18 cộng 3 bằng 21. Rồi 78 trừ cho 31. 78 trừ cho 31. 78 trừ 31. 8 trừ 1 còn 7. 7 trừ 3 còn 4, kết quả là 47. Bằng 47. Này là 78 trừ 31 là bằng 47. 79 trừ 25, 79 nè. Trừ cho 25. 9 trừ 5 còn 4. 7 trừ 2 còn 5, kết quả là 54. 79 trừ 25 bằng 54. Bài số 2. Điền số thích hợp vào trống. Chỗ ô trợ phân tròn này là gì? Chỗ vòng tròn này là 17 nè, trừ đi 9. 17 trừ 9 là còn 8. Điền chỗ này là số 8 nè. Rồi. Rồi trừ trừ 8 nè, 8 cộng thêm 6, 17 trừ 9 bằng 8. 8 bây giờ là cộng thêm 6. Lấy 8 cộng 6 bằng 14. Và cái hình tam giác này là 14. Rồi tiếp tục 9 cộng cho 7 là bạn 16. Rồi 16 trừ 8 là bạn 8. Rồi xong bài số 2. Bài số 3. Bài số 3 là trong can to có 17 lít nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ con to vào đầy, chỗ đây chữ vào nè. Mẹ đã rót nước mắm từ con to vào đầy một con 6 lít. Hỏi trong con to còn lại bao nhiêu lít nước mắm? Có nghĩa là trong con to nó có 17 lít nước mắm, mẹ đã rót từ cái con to đó vào vào một cái con 6 lít đầy luôn, được chưa? Vào đầy một con 6 lít. Hỏi trong con to còn lại bao nhiêu lít thì chúng ta lấy 17 này trừ đi 6. Và trả lời là trong con to còn lại số lít nước mắm là trong trong con to còn lại số lít nước mắm là trong con to còn lại số lít nước mắm là chúng ta lấy 17 trừ cho 6 là bằng 11 đơn vị là lít đáp số. Đáp số là 11 lít. Rồi bài cuối cùng của tự luận đó là bài số 4, viết tất cả các số có hai chữ số. Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ ba số 502. Này cái chấm phải đi.
Thì chúng ta trình bày là tất cả các số có hai chữ số được lập từ ba số là 502 là tất cả các số có hai chữ số được lập tất cả các số có hai chữ số được lập từ ba số là 502 là tất cả các số có ba có hai chữ số được lập từ ba số 502 là đầu tiên là số gì đây? Số 5 ghép số 0 là số 50. Lưu ý là số đầu tiên không được bằng 0, vậy số 5 ghép với số 0 là 50 này. 05 là không có được nha. 05 là 05 thì được xem như là số 5 thôi. Do đó thì số 0 đầu tiên là không có được. Số đầu tiên có khác không? Số đầu tiên khác không? Vậy số 50 này. Rồi 5 ghép với 2 là 52. 5 ghép với số 0 là 50 này, 5 ghép với số 2 là 52. Rồi ngược lại là 2 ghép với số 5 là 25, 5225 này. Rồi tiếp tục gì đây? Tiếp tục là số 2 ghép số 0 là 20. Rồi như đây. Rồi lại là số 5 thì ở đây đề họ không nói là khác nhau đúng không? Do đó thì số 5 ghép số 5. Nam ghép với nam là 55. Và 2 ghép với chính nó là 22. Vậy thì chúng ta có tất cả là 5 số đó là 50, 52, 25, 20, 55 và 22. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video lần sau. Chào tạm biệt các em.